Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người chương trình đã góp nhận 150 token Happy. Đây thì mỗi vừa ghép là 50 token Happy nè các bạn. Và chương trình đã góp này nó sẽ công bố vào ngày 20 tháng 2 năm 2021 các bạn. Đây là mình lấy trên nguồn góp 6 nên các bạn yên tâm làm các bạn để tham gia chương trình đã góp này. Mới click phần mô tả mở Telegram và bấm nút start chat bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào iDrop. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn gọi join kênh group, kênh channel, follow và tự quyết xa inbox các bạn. Rồi các bạn join vào một kênh nè. Group này cũng có 3 mấy người tham gia cũng khá là đông đó. Rồi join kênh thứ hai nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Theo qua các bạn follow. Bấm vào một. Rồi các bạn chờ một xíu chờ nói chuyện với trang chờ Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Các bạn bấm vào submit info chu. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Mình thì phải làm nhiều người gấp 6 lắm nhưng mà phong phó hello chút thôi các bạn, nhưng mà nó uy tín. Rồi gọi là một cái link Uber Rewit link. Hồi nãy nó cứ tan mấy người bạn không. Nó quên tan cái username nữa. Thôi các bạn cứ mở server ra. Rồi các bạn nhấp vào bài gạch nè. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn việc bấm vào một chia sẻ nè các bạn. Khoan các bạn. Rồi bạn sẽ chấp đến thử Twitter nè. Bạn mở ra các bạn. Bạn dán vào các bạn. Bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi các bạn ghi lại username từ Twitter mình nha các bạn. À, cộng MMO của bạn. Các bạn làm ai góp nhiều để đó tự động nó phân phối tôi cần về cho tất cả các bạn nha. Rồi tiếp theo là các bạn mở địa chỉ với IC bên với chú Forest nha các bạn. Các bạn sao chép nghe không? Rồi các bạn bấm vào menu nghe không? Rồi các bạn bấm Mi Balance để đây mình đã nhận được 150 cần Happy nghe không? Rồi các bạn bấm vào Invite. Các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần nghe không? Vậy video này kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.